Ông quỳ chỗ. Ông dùng đẹp cả một to cái dùng đẹp cả để thi sạm đẹp cả này thì ông dùng đẹp. Thưa sạm đẹp cả một to sẽ đạp được thầy cầm đang đang rọt vào bên này. Sơn vút bằng chọc. Làm chi sạm đẹp cả. Lúc này sẽ có một thí là đi cảm bị trở thành việc vật tầm miễn, vật tầm miễn phía kỳ năng bốc cổ này ông dùng đẹp. Có hẳn chứ nhà chỗ luôn trong cái dùng đẹp cả sạm đẹp cả này. Sơn cổ lộp thiên, sạm đẹp sạm đẹp cả nơi thường ngày này. Làm chi có xong qua khuyên thả, cổ phía kỳ tiếng ơ nơi rừng cái đấy ní, miên vọt tầm miền. Đó lại, lúc nôn chi, miên vọt tầm miền nơi bần tộp không khuôn kháng cao ông xa sạm ná ca ní. Đó lúc xa xong lẹ bóng sất miên vọt tầm miền đại phía tố, bì bần tộp sạm ná ca nơi thường ngày ní. Lý khách lẹ bóng sất rồi bỏ lúc nôn chi, ban bà cô đọc làm chi rụi hỏi. Hỏi đàm đăng rộp bạc viên ní đã trời một đo sức khay cam bần to bần chọc nơi thường ngày ní, cứ lúc xôn vột, lúc miên vọt tầm miền rụi hỏi nước nông bần tộp sạm ná ca. Hà Nội ngày nị đái mình miên xạ xây bầm rong nội tế, xong mà còn lục tiền. Bà, ông quân phải xài cầu vật thí, chỉ là bốn đi ông nhầm rẽ tầm rách, đưa tầm nào xong nó bỏ chun chập cho nuôn chi chỉ muốn sấn, ông nhầm rẽ mà được tu lịch khất xong lại mong sất cho rùm nông sạm na ca, lại to là nông một tục sạm na ca nít là bỏ chun chập cho nuôn chi cho thằng ngày thì sạm tầm mũi khai miền địa chỉ làm bị bòn đập vào mũi, đại bàn mình chạy tha để còn mấy bánh hà sau cập hiệp chưa ba chưa chừng cây mình ai cũng cứ bán. មណៃខ្ញុំអរំបានយូនឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសមនការនីថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនឹងមានវត្តមានដៃផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សមនការនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2026បានឃើញកំណត់ហេតុពីនិតសុខភាពជូនជួបចោតនុនធានដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពីនិតព្យាបាលថែទាំសុខភាពជូនជួបចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2026បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនុនធាននៅថ្ងៃនេះថាមានអា
ญาตให้ลูกนุนเชียโจร่วมตามนานกิจกรรมการสำนักการปีบรรทุกมวยทัดนักกรองซาสำนักการนี้ไอเลมูลธานนี่หนึ่งโยงตามบทปัญญาในประเทศไปถึงมวยปรามในประเทศเตยขนมอวตกอองยิมเรออนุญาตให้ชุดจับจอดนุนเชียโจร่วมตามนานกิจกรรมการสำนักการปีจงไงปีบรรทุกคมขลุ่นมวยทัดนักกรองซาสำนักการนี้ตามระยะอุปกรณ์สตูสำหรับจะปีสำนักการเป็นมวยทั้งไงนี่ไอ้บุกอบไอ้บุกเล็กในสตูปเจ้าประปอนสตูปสำหรับจุนเจ้าเจ้าธนูจีไอ้โจรูปนักตามนานกิจกรรมการสำนักการขนมลงไปในกิจกรรมการสัมนาการสำหรับในนี้ไอ้เจ้าประตูตัวนี้อันเบียบดาวเวกาจุนเตอร์สถาบันจะมีการปิดกระไดได้ระบงนี้ดาววิทยาจุนเตอร์สถาบันจะมีการปิดกระไดลูกนุชีดำไปมีนกะตั้งสำนวนในดาวจะปูดาวมาดังรัฐปมในรูปนี้สมเชื่อสมเชื่อเราจะกรมสมักลาเวนเราไปจะก็เป๊ะก็มาoui merci monsieur le président สมองคุณลูกทีน bonjour monsieur le parti civil ชมรีบสู้ลูกดามันังรับประเวณี monsieur Sun Vuth hier soir avant la suspension de l'audience มันเป็นชุบสำราญ on vous a remis un document ยังบานกุลายกษัตริย์มวยชุนโลกคือจะบัญชีapparemment de noms de gens qui ont été à S21. Est-ce que vous avez eu le temps de consulter cette liste et de lire les noms qui y figurent ? អត់មានស្គាល់ឈ្មោះដែលខ្ញុំត្រូវស្គាល់វាអត់ស្គាល់អត់អត់មានស្គាល់ខ្ញុំអត់ស្គាល់មួយBien, je vous remercie. C'est une question qu'on abordera plus en détail lorsqu'on examinera.យើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះជាលម្អិតនៅពេលដែលយើងធ្វើសវនាកាអំពីបន្ទទី21ឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅប្រធានបទមួយចំនួន déclaration concernant les mariages forcés ចម្លើយរបស់លោកស្ដីអំពីការរៀបអភិភិយដោយបង្ខំ si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit hier បើខ្ញុំមិនច្រឡំទេកាលពីម្សិលមិញលោកថា on vous avait demandé de vous marier គេបានឲ្យលោករៀបការប៉ុន្តែលោកប្រកែក en conséquence vous n'aviez pas été marié.
chẳng hỏi ban chia lục mình ban nhập cả thì chẳng tam là dạ chấm lại lục cả pim sao mình nhất nhom vô là chẳng trầm trời thế bà nhóm cơ xôm to và pì nặng lư đấy còn nó nhom thả nhom nực mình nhom ăn tiền riết cá thấy nhom to và bán ở bàn riệp cá ở nhom tí còn nó và còn để thì riệp cá ở cứ nhom to và bán sầm rách cứ nhom bán và thoát cái nút bán riệp và Est-ce que vous vous souvenez d'avoir été entendu par l'unité des victimes de ce tribunal? Nous avons au dossier un formulaire d'information supplémentaire dans lequel je ne retrouve plus la code de ce document, dans lequel il semblerait que vous ayez déclaré avoir été forcé de vous marier en 1975. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait de telles déclarations? J'ai vu que vous aviez été assez précis, que vous aviez dit, donné le nom de la femme que vous aviez été forcé d'épouser et que vous aviez expliqué qu'ensuite vous étiez parti pour Phnom Penh et que vous n'aviez jamais revu cette femme. Alors, est-ce que cela rafraîchit votre mémoire? Est-ce que vous avez tenu tel propos? Et si oui, pourquoi ça ne coïncide pas? Est-ce que vous nous dites maintenant et est-ce que vous avez dit? Tôi tên đang chậm lại để lục bàn chơi cà phim sớm mình ngày này hơi. Bạn để tha riệp nó để chở lòng để xuống nó cứ chở lòng đấy nhưng mà mình nít đây nhưng được khơi là chở lòng. Bạn đọc cho màn riệp để chở lòng đâu ta bán nắng mít niêu bạn cà riệp tức cái chở lòng là một nhóm thật nhóm riệp nắng cú nắng mít niêu bằng thòng nhóm thật nhóm riệp hoặc nhóm bàn riệp thì nó chở lòng một để xuống chậm lại nhóm cứ thổ bạn đó khuôn khuôn bất tử khuôn tàu và bán ọt bàn ọng ca riêp ối tích và nó xâm rạch bàn bàn cho lòng mịt níu tạ bán bàn để một níu riêp ca nâng khuôn để chôm để xua một mạch vì một mốt thạ một nâng níu để riêp bằng thăm khuôn bàn và cho lòng một bàn tí bàn chôm ở tên bàn riêp khuôn tàu và bàn ọt bàn riêp ối tí bàn Est-ce que vous avez assisté au mariage des autres personnes qui avaient été mariées? Si oui, combien de personnes sont mariées et qu'est-ce qui s'est passé juste après la cérémonie? Mô nâng riêng ca để chạp bằng khóm nó cứ mình bàn xa lành cái kì đó vì ní mô vì nô mô kì bình chôl ôi riêng đạc tàm phu cú và tuôn múc cứ nhóm của bàn chung rụp chùm này để bàn thà phê mô nâng riêng ca kì ôi bà đại nhà chất và đại nhà chất bộ quân lòng bộ quân cứ trâu xa mọt trắng chứ mùi kia bàn và nè nà mình xa mọt trắng thà dương mình cờ rốc bạc cờ rốc phèn ca ông ca và tàm ông ca riêng chọm hồi bàn ôi miền kê tạm đán đầm bay dương rùm tầm lê chỉ môi kia tấu việt xuôi mình xuôi là đấy nâng là bài cá ta ối kê khẳng lư tiết bạt thải dương mình có rốc phèn cá tạm ông cá bạt bạt ó có đó bạt cette surveillance pour s'assurer que le mariage soit consommé. C'est quelque chose que vous avez vu vous-même de vos propres yeux ou est-ce que c'est quelque chose que l'on vous a rapporté? Je ne sais pas si vous avez vu vous-même de vos propres yeux ou est-ce que c'est quelque chose que l'on vous a rapporté? Ở tạm đát bởi dương mình sẽ lãnh phía ở rìa cá tớ thân ạ lờ vinh. Và kỳ hào ổ rung, cầm biệt bẩm bón, vinh bạc.
Et qui étaient ces personnes qui étaient chargées de surveiller si le mariage était consommé? C'était qui ces personnes? C'était des gens de, au sein de l'armée? C'était des miliciens? Qui étaient-ce? បាទរៀបការនោះគឺក្នុងចំណោមយោធាបាទហើយអ្នកអង្គភាពយោធាហ្នឹងឯងគេអ្នកតាមដានដែលអ្នកគេសឹកចនិតជាមួយមីអីទៅគេឲ្យតាមដានមានក្រុមគេអ្នកតាមដានណាពីរនាក់ទៅគេតាមដានវាលយើងរួមទំនេកមានផ្ទះកតោមអីមិនសូវធំម៉ាត់គឺគ្រាន់ធ្វើជិបគ្នាទៅមួយចន្លោះចន្លោះគេឲ្យនេះគេឲ្យយើងអ្នកតាមដានប្រយុទ្ធទៀតបាទ Et si une telle chose se produisait, à savoir si les nouveaux mariés ne consommaient pas le mariage, est-ce que vous savez s'il y a eu des conséquences, s'il y a eu des suites à tel refus? បាទអានេះគេតាមថ្នាក់លើគេយកទៅអប់រំបាទបើស្រីមិនស្រឡាញ់ប្រុសស្រឡាញ់អានេះគេអប់រំបាទអប់រំស្រីថាយើងមិនគោរពទៅតាមអង្ការបទបញ្ជាការរៀបចំគូកពូអ້ອຍគឺយើងមិនគោរពគឺគេអប់រំបាទហើយយើងស្ដាប់បទបញ្ជារបស់អង្ការបាទ Les mariages auxquels vous avez assisté se sont déroulés exactement en quelle année, à quel moment? មិនបង្ខំដែរថ្នាក់លើក៏មិនបង្ខំគាត់មនុស្សគឺបានរៀបទាំងអស់7គូបាទរៀបនៅកន្លែងកងពលរបស់ខាងផ្នែកយោធាគឺរៀបនៅកន្លែងយោធាបាទ Et vous souvenez en quelle année c'était? លោកចាំថានៅឆ្នាំណាទេ បាទ ແລະពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ76បាទដែលរៀបការរៀបចំអោយបាទ7គូបាទ Est-ce qu'il y a eu d'autres cérémonies ou est-ce que ça a été la seule cérémonie à laquelle la seule cérémonie dont vous ayez connaissance? Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Est-ce que tous les soldats de la division 920 devaient se marier? C'était simplement certains soldats. បើស្រីមិត្តនារីអញ្ចឹងទៅគឺបើយ៉ាងតិចគឺអាយុត្រឹម 29 គឺលើ 30 ដូចគ្នាបាទបើ 17 18 គឺអត់មានទេអត់ដែលមានរៀបទៅដល់អាយុ 30 បាទយុតិជនក៏ដោយឬឋានៈមេក៏ដោយគឺបើអាយុ 30 អាចរៀបបានបាទ
Pour mémoire, je crois qu'hier, vous avez déclaré être né en 1957. Je vais passer à un autre et dernier sujet de question. Vous avez également indiqué dans votre conscience de partie civile que vous aviez suivi une formation à Khmer quand vous êtes avant de partir dans le Mondolkiri, sur votre route pour aller au et que là-bas, on vous avait notamment enseigné les 12 principes de conduite morale. Est-ce que vous vous souvenez de cela? បាទចាំបានលោកប្រធានបាទឡប់គេរៀនគឺរៀនខាងផ្នែកយោធាផងខាងផ្នែកថាសិលធម៌បាទសិលធម៌នោះគឺក្នុងកោណនោះគឺថាសិលធម៌ដល់ពីរប្រការគឺមិនអាចឲ្យយុទ្ធមិត្តណាប៉ះពើជាទ្រព្យសម្បត្តិវិជាជនទោះបីតែមតិមួយផ្លែគឺមិនអាចប៉ះពើបានដែរបាទកាលណោះគឺការរៀបចំវិន័យគឺសិលធម៌គឺនិយាយរួមថាដេកដើរឈូអង្គុយ ស្រីញីម្ដងក៏រួមទៅថាស្រីញីសិលធម៌ក៏មានតាស្រីញីនិងសិលធម៌ដល់ពីរប្រការនេះគឺថាមិនអោយប៉ះពើលទ្រព្យសម្បត្តិមតិមួយផ្លែប្រជាជនគឺយើងមិនអាចអោយយើងប៉ះពើលបានបាទហើយខ្ញុំបានរៀនបាទបានប៉ុណ្ណោះបាទសើលឺ Est-ce qu'on vous a dit quel était le but de ces 12 principes? Quel était l'objectif pour les soldats d'appliquer ces 12 principes? បាទដែលបង្ហាញនោះគឺបង្ហាញដើម្បីសិលធម៌ដល់ពីរប្រការនេះគឺយើងសន្តោទៅលើយើងឲ្យគោរពវិន័យហើយឲ្យគោរពបទបញ្ជាមេក៏ដោយគឺគោរពអង្ការគឺគោរពវិន័យរបស់យើងធ្វើអីអ្វីមួយគឺត្រូវយើងអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចតាមសំណពោរបស់អង្ការបាទមិនអោយយើងក្បត់ពីអង្ការឬវិន័យក៏ដោយគឺយើងឲ្យយើងគោរពបទបញ្ជាអង្ការដាច់ណាត់បាទ Je vais vous lire un extrait d'un article dans la revue Jeunesse révolutionnaire 1970, c'est le document 765 Et en ce qui me concerne, je suis intéressé par les références en français 00 54 00 21 et en anglais 00 53 99 89 à 90. Dans cet article, on explique qu'il est nécessaire d'appliquer les 12 points de morale pour permettre à la révolution d'aboutir. Et on dit que sinon, eh bien, ce serait un échec. Et on dit notamment ceci. Et cette fois-ci, donc si les 12 principes ne sont pas appliqués, la révolution devrait devenir le vassal des Vietnamiens, envahisseurs, expansionnistes, avaleurs de territoire et exterminateurs de race. Ce serait alors une grande déchéance, une misère, c'est certain. Il s'agit là d'un immense danger pour nous tous
Est-ce que vous souvenez d'avoir entendu des enseignements portés sur cette nécessité d'appliquer les 12 principes missionnaires pour lutter contre l'envahisseur de l'État ? ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកឈ្លានពានវៀតទីវៀតណាមនោះបាទខ្ញុំក៏បានថាយល់ដូចជាមិនយល់ព្រោះមិនសូវជាបានថាលឺថាសិលធម៌ដល់ពីប្រការគឺគោរពទៅតាមវិន័យបទបញ្ជាបាទឬថាឲ្យរងអិតទៅទៀតគឺខ្ញុំក៏មិនសូវបានថារឿងតាមដានរបច្បាស់លឺថារឿងបញ្ហានោះក៏មិនសូវបានដែរបាទ ກັນຕາດັ່ງກະລົບບັດບັນຊີຄືວິໄນອັງການຄືກະລົບສິລະເທື່ອ 7 si certains points de ces principes moraux concernaient l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis des ennemis. បងនិយាយខ្លួនចិត្តខ្ញុំវិញគឺថាវាមិនអោយវាថាយើងទៅវាមិនអោយយើងទៅថាបងនិយាយខ្លួនចិត្តខ្ញុំវិញគឺថាវាមិនអោយយើងទៅសុំកលុំឬទៅបពុជាមួយខ្មាំងធ្វើអោយយើងបដិញ្ញាចិត្តជាមួយខ្មាំងអោយបានបាទខ្ញុំយល់ទៅបញ្ហានេះតែប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំមិនសូវបានជ្រះជ្រៅចេះដឹងខាងវប្បធម៌ប្រមាណបាទខ្ញុំនិយាយដោយថាខ្ញុំអនុវត្តកន្លងមកវាធ្លាប់ដឹងប៉ុណ្ណាខ្ញុំជម្រាបជូនដោយប៉ុណ្ណឹងឯប
Je vais vous lire le principe numéro 10 tel qu'il ressort de l'article dont j'ai fait état et qui se trouve à l'ERN en français 0054 00 26, à l'ERN en anglais 00 53 99 95. Et ce principe se lit comme suit. Il faut se montrer gentil à tout prix envers la population, mais il faut toujours garder une colère brûlante contre les ennemis. En anglais, on dit but have a quick to ignite anger toward the enemy. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir une colère brûlante contre les ennemis. បាទបើតាមខ្ញុំយល់គឺថាឲ្យយើងប្រាជ្ញាចំពោះខ្មាំងមិនឲ្យចរចាជាមួយខ្មាំងបាទឲ្យយើងប្រាជ្ញាចិត្តគឺថាមិនឲ្យថារណប់ខ្មាំងឬឲ្យឃើញជាមួយខ្មាំងដឹងតែសត្រូវជាមួយគ្នាហ្មងបាទមិនឲ្យយើងទៅថាទន់ជាមួយខ្មាំងខ្ញុំយល់ទៅអញ្ចឹងលោកធានបាទ Est-ce que vous vous souvenez d'un commandement moral qui concernait les relations sexuelles en dehors du mariage? Est-ce qu'un tel comportement était permis ou est-ce que c'était interdit? បាទដែលគេរួចអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគឺគេអនុញ្ញាតអ
ອັນຍາດឲ្យយើងຖ້າສໍາລະຈຸມຄືຄືສະຕາມີອະນຸຍາດບາດໃນກິດການຮຽບກາມັນດຳບົງຈັ່ງຄືທີ່ຮຽບຈອມກໍແຫຼງឲ្យຄືອະນຸຍາດឲ្យໂຈລໃນສໍາລະກໍໄດ້ຄືໂມງຄືກໍານົດໂມງທີບາດກໍນັ້ນຄືຂ້ອຍຈະນໍາບານຄືກໍານົດໂມງຕາໂມງ 6 tel que je le lis dans cet article est le suivant: ne jamais porter atteinte aux femmes. Bref, ne transgressez jamais la morale sexuelle en aucun cas. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu ça? Est-ce que vous avez vu éventuellement les conséquences de comportements qui ont été contraires à ce passage. បាទខ្ញុំបាទក៏បានដឹងដែរប៉ុន្តែវាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាបើថាយើងមនុស្សយើងក៏តែតែមានសិទ្ធិសេរីភាពការលេងសើចបន្តិចបន្តួចប្រុសនិងស្រីក៏តែតែមានបើតាមសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែសម័យនោះគឺសម័យផ្ដាច់ការបាទរោនយាយគ្នាមិនបានទេបើយើងទៅញ៉ែគ្នាក៏ដោយយើងបាក់ញ៉ែទៅថាយើងនិយាយតាពីនេះគេចាប់អារម្មណ៍ថាយើងវាអាចទៅអ្នកតំណងខុសសិទ្ធិធ្វើរបស់ទៅហើយ มันตรึมทาสมบัติตันตรึมยิงตะโคชเนี่ยพ่อหมายนูខ្ញុំក៏ជាស្ដែងនេះខ្ញុំមិនចេះថាទេគឺវាអញ្ចឹងហ្មងគឺថាគ្នាញ៉ៃរាប់អានបងប្អូនគ្នាជួបគ្នាម្ដងមិត្តនារីដូចគ្នាបែកគ្នាយូរគឺអាចសមមិត្តគេប្រកាន់បានថាយើងស្នេហារួមរៈក្បត់អង្ការក្បត់វិន័យអានេះគឺថាបងប្អូនក៏មានអាចថាបាទខ្ញុំក៏បានលឺដែរបាទ Et savez-vous quelles sanctions ont été prononcées contre dans de tels cas d'indiscipline? តនកម្មយ៉ាងមិនខ្លះនៅពេលដែលមានអ្នកណាមិនគោរពសិលធម៌ទី6អំពីការរួមភេទនេះបាទដឹងគឺតែគេដាក់ទរណកម្មគឺថាមិនអោយយើងគោរពអង្ការបាទគេដាក់វិន័យយ៉ាងណាក៏អោយយើងគោរពយ៉ាងចឹងបាទមិនអោយយើងខុសពីអង្ការគេអប់រំណែនាំទេបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទមិនអោយយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពបាទឬថាមិនមានអោយសិទ្ធិសេរីភាពនិយាយបាន J'entends bien, monsieur. Est-ce que vous pouvez ici nous dire quel type de punition est imposée? Est-ce que c'était simplement des remontrances? Quand il y a quelqu'un est-ce que c'était l'envoyer en rééducation? Est-ce que c'était l'emprisonner? Ou est-ce que c'était éventuellement l'exécuter? ประชุมให้สบายติเตียนគ្នាមានតាមក្រុមតាមក្រុមទៅជួយមតិគ្នាទៅវិញទៅមកបាទស្វ័យតិเตียนគឺថាប្រជុំស្វ័យតិเตียនអ្នកណាកំហុសខុសមិនគោរពអង្ការគឺសមោភភាពគឺប្រជុំជួយតិเตียนគ្នាបាទឲ្យយើងដើរទៅតាមល្អទៅតាមនីតិរបស់បកឲ្យត្រឹមត្រូវបាទមិនឲ្យយើងដើរប្រះចាកអំពីនីតិរបស់បកដែលបក Bien, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à poser à la partie civile, monsieur. Somokun, l'Okdam d'Angrat Pavini, l'Opatien, qui m'a assommé.
Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, Council. Good morning, Mr. Just to be complete, in relation to the subject of marriage and morality, let me turn your attention to something else that is provided for in Rule 6 that says, do not behave in any way that violates females. Mr. President, I'm reading from the exact same document Judge Verne was using, 3765. It says, in that same paragraph, in relation to the setting up of a family, that there are two principles. Let me quote literally for you. As for the current issue of setting up a family, there's no obstacle. This is just based on two principles of the party. First, both parties agree. Second, the collective agrees, and then it is done. Why should this impact male-female morality? Ask you about this first principle, both parties agree. Do I understand your testimony correctly when I say that apparently you didn't agree to marry and therefore conformity with this principle ដែលខ្ញុំមិនបានរៀបការនេះគឺខ្ញុំដូចថាចិត្តនឹងប្រទុយពីអង្គការចាត់តាំងទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រកែកថាខ្ញុំមិនយល់បាទមិនទាន់យល់គឺខ្ញុំមិនរៀបបាទប៉ុន្តែការលក្ខណៈដែលរៀបនេះគឺរៀបទៅតាមដែលសម្បីខ្លួនវាសុខព្រមជាមួយគ្នាវាល្អបាទមិនជាអីទេការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍វាគូតាវាមិនបញ្ហាដែរប៉ុន្តែខ្លះទៅគ្នាមិនបានទៅមិនដែលឃើញមុខគ្នាគេយកទៅប្រគួប ខ្លះក៏ស្អាតទៅខ្លះក៏មិនបានស្អាតទៅខ្លះក៏ប្រហែលគ្នាទៅអានោះវាមិនសូវសតិអារម្មណ៍ដោយបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទេប៉ុន្តែមានប៉ះមួយបាទប៉ះដែលកាលរៀបក៏តបានមួយបាទតបានមួយគាត់ស្អាតណាស់ដូចចិនបាទដល់នាវនេះដែលច្រឡំនឹងឈ្មោះខ្ញុំនេះវុឌ្ឍនេះគឺច្រឡំបាទនាវនឹងតបានបាទដែលរៀបទៅក៏ប្រពន្ធក៏ប្រោបាទខ្មៅហើយប្តីក៏ស្អាតចេះ You spoke about seven other couples that you were supposed to get married with. Let me first ask you, do you know any of their names today? បាទມັນបានស្គាល់អស់ទេលោកប្រធានខ្ញុំក៏ភ្លេចដែរកាលនោះខ្ញុំក៏រឿងនោះក្មេងផងវាយូរដែរគឺມັນបានជាចង់ចាំអុយនឹងបានស្គាល់អស់ទេបាទ Do you know whether they were still together after 79 or did they divorced at some point in time? បាទມັນដឹងដែរវាបែកគ្នាបាទទៅធានប៉ុន្តែតែបានជៀបដែលខ្ញុំដឹងគឺមានសមមិត្តប្រញតែបានអាចជៀបគ្នាបាទហើយនឹងសមមិត្តណែអ៊ុនបាទបានជៀបគ្នាដែលខ្ញុំអាចដឹងផុតពីនោះគឺអាចគេមិនសូវចុះសម្រុងជាមួយគ្នាបាទដែរបើមិនដឹងថាគេបែកគ្នាដឹងយ៉ាងណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទបែកយូរដែរ
But can you give us some indication as to whether any of those seven couples did not agree? Thế nhà chàng một bậc cũ nó ta miền là nào quạt bạt sạch mình tiệp cả đại thế ta lục quạt thế miền là nào mà nhà nó còn còng nó còn dây thay quạt mình trôm rệp cả thế và sân diện chẳng mến ta cào mà miền là vậy cả làng chấm bùn quạt bạt bạt sạch được khi mà rệp bạt lục thiên môn đó thì tha mít bán hay năng mít níu và để khi bạt sạch khi mình sờ lạnh kia hơi vô tàu cao ôm rung đây về mình bên thay vô tàu vậy lưỡi thế phần đại miền ăn cá cái thà về ốp rôm này nằm tầm bay ơi tầm ruồi kia vĩnh phần tệ tầm bay luôn nó có cái mình sợ prom phần tệ mình đang tệ bị máy bay kia bạn and do you know who it was that violated first principle of rule 6? Mình có rút tam bậc ca tìm mùi nông trong đó tìm mùi nông bậc ca bậc mùi nông telling those two cadres to be re-educated. How you know? Do you know? Ta cái miền phía bờ phục quan tới liên xô tế ta miền là lại là mưa nâng trong đó tìm mùi nông bậc ca bậc mùi nông đại tế. Bà cứ nhóm co mình ban đăng ở rừng để là mơ vì cho bác lưu ấy ban tờ riêng tờ sốt cứ đôi chì vì mình đừng đấy bà đừng tạ ban tờ hào đừng ấy đích đừng tạ ban hào đừng ắt được nhưng mà đừng bà đấy đừng đặc khi mình prom cho mỗi đôi tập mít ban chẳng ắt prom đó mình đừng tạ đôi chì mình đây lưu miền háo và đôi chì ngắt ngắt ban tờ bay kia có mình đừng ban nhưng mà mình đừng để bà All right, thank you, Mr. Civil Party. Let me now move to the questions I had prepared for you. Following the question of the Division 920 prisoners, you said that you didn't know any of the names. Were all those 100 names? Now about half of those 100 Division 920 members also have aliases or Were those nicknames also read out to you? There's a person chum that you know, is that what you're saying? Ta mean look squad man nea na knong nang te do chi chum me da look leuk laung mình. Chum na lok thien. Thi chum na ot. Leuk mình mean ta da khom leuk da tha rưng kru sa a no ve. Miền mịt ban bạt nâng mịt dôn bạt Maybe something is not going well in translation. My question was, were you read all 100 names? Bạn an này, em bắn ta nhóm ăn miền sửa mà mũi. Bạn. Did you also have a look at the column ta lúc miền mưa that indicates
the various title of those soldiers, to which company, to which battalion, to which regiment, etc. Did you also see that column of list? Sorry, he cannot have seen it because he hasn't read it, so perhaps the questions wasn't read to you. In order to avoid confusion, was the column with the titles of the various soldiers read out to you as well? For instance, the person who read the names to you also say, for instance, Mia Set was a combatant of the second company of battalion 923. บาดบ้านอ่านแหนล่ะอ่านเพิ่นได้ខ្ញុំវាມັນមានស្គាល់ប្រហែលដែលថាដូចឈ្មោះផ្លាស់ឈ្មោះដែលថាឈ្មោះដើមឬផ្លាស់ឈ្មោះក៏ដោយឬនេះទៅវាມັນឃើញមានថាខ្ញុំអាចស្គាល់មួយបានដូចມັນផ្លែកມັນថាវាມັນស្គាល់ហ្មង 520 I understand that you maybe you don't know the names look at squad day however ក៏ប៉ុន្តែ as I said behind each name ខ្ញុំ លើក ឡើង មកអញ្ចឹង military function of that person ពី ឈ្មោះ ទៅ គេ មាន បង្ហាញ អំពី នីតិ ឬ ក៏ មុខ ងារ របស់ បុគ្គល members of battalion 923 សមាជិក កង វិរៈសេនា តូច 923 924 វិរៈសេនា ធំ 928 and my question to you is having heard the military functions of all these people, do you have an explanation as to why you do not know any of them? I'm asking you because you yourself said yesterday that you were division 920. ដោយសារលោកអស្គរពួកគាត់ទាំងអស់នឹងគឺបានន័យថាលោកមិនមែនមកពីកងពលធំនៅក្នុង920មកភ័យនឹងដែរទេហើយប្រហែលជាអាចនៅក្នុងកងពលផ្សេងទេទើបលោកអស្គរពួកគាត់ទាំងអស់នឹងបាទខ្ញុំមកពី 920បាទប៉ុន្តែខ្ញុំមើលដែលអានក្នុងបញ្ជីនេះវាមិនមានចំឈ្មោះដែលខ្ញុំអាចថាស្គាល់ខ្ញុំមិនដឹងថាស្គាល់មិនកើតបាទខ្ញុំនៅ 920 ឲ្យតែខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំថាស្គាល់បើតើឌីវាអត់មានចំនៅ 920ក៏មិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្គាល់មកមួយបាទខ្ញុំគួរតែចាំដែរក្នុងទាហានI understand that. A lot of former division soldiers, be it 920, be it from 300 Thank you. Midwi, Somokun.
I might get back to that list. Mr. Sivapati, let me move on to some more questions about Division 920. Would you be in a position to say how many approximately combatants there were in Division 920 at stake early 1977 as a venue? How many soldiers were in Division 920, let's say, February 1977? Do you know, roughly? ខ្ញុំក៏មិនបានចាំបានដែររឿងចំនួនកម្លាំងក៏នោះគឺ 3 Looking at document E3/849, Mr. President, would it be accurate that Division 920 had about 3,500 soldiers in February 77? Merci, Monsieur le Président. Juste une remarque et une objection. His experience as well in terms of approximate numbers, so it's not terribly important, but I think I can ask that question. So, Mr. Civil Party, 3,500. Does that sound about right? Mr. Witness, did you hear me? លោកខ្លៅលោកសាស្ត្រាចារ្យស្ដាប់លោកខ្លៅតបឥឡូវនេះគេមានឯកសារមួយគេមានរកឃើញតួលេខនៃកងកម្លាំងហើយសរុប បាទតាមការដែលដឹងរបស់លោកលោកមិញនិយាយវា 500 នាក់ប៉ុន្តែវាធៀបជាមួយនឹងឯកសារវាហូតដល់ 3500 ហើយពាក្យកងពលយើងធ្វើការសួរដេញដោលកន្លងមកនេះកងពល
ដែលមានកងពលតូចកងពលធំប៉ុន្តែកងពលជាច្រើនគឺមាននៅចំនួនខ្លះរហូតដល់ទៅជិត 10,000 នាក់ឯណោះអានេះតាមយើងសួរដេញដោកន្លងមក បាទ បើ ខ្ញុំ តាម យល់ ទៅ វា កាល កងពល វា មាន ច្រើន បាទ មាន កងពល តូច វា មាន កងពល ធំ បាទ ប៉ុន្តែ តាម ចំនួន ដែល ខ្ញុំ ស្មាន ដែល ទៅហ៊ាន វា បពេញ លក្ខណៈ គឺ វា រាប់ ម៉ឺន ឬ រាប់ ពាន់ បាទ ប៉ុន្តែ សម័យ នេះ គឺ វា ដូច ថា វា តិច ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ វាយ ប្រយោល ខ្ញុំ មិន បាន ច្បាស់ ដែរ ខ្ញុំ មិន ជំទាស់ ហើយ ទេ ពេល លោក ប្រធាន ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ថា លោក ប្រធាន ថា 7 អូ 3 ពាន់ បាទ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ នឹក Saman mơ tâu về thể hiện riêng tích đấy và con cua lắm mà thà về để thà về tượng chọc pi sừng kềm đôi riêng tích để về bắt băng chỉ biết phong tấu cứ khi ông vay tiền lãi chắc khi ông mình thà với tiếp bàn thà ông thà phèn chi bỏ mùi rối ở thà vay ở trên nó bỏ pin rối chắc khi ông vay ở tích con cua về mình cướp cho nó tiếp và nó nó bạn bạn không có mình sau chỉ tam đan phần nít ở rừng chả bạc rừng chìm nuôn cầm lăng để bạn và về khi ông về tội tại để về mình bạn chỉ You were simply a low-ranking soldier. Does that mean you're not a company commander anymore? Or that you were not a company commander? No, I'm not a company commander. Mình ban chỉ nâu chọc chướp nâng cái lên con phố lấy bà nó kết oi từ nâu tam prom đen bát mà chua prom đen hay thơ ca đó là bát tam prom đen phong chạy chùm rôm chạy oi phong bát ca pia bát bà nó nhóm mình sau bát nâu chướp đen nâng chùm mùi mì đen ca nó bát Sorry, were you a company commander, yes or no? We need answers to some of the questions. បាទកងធំប្រធានកងធំបាទគាត់ចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំកាន់អនុសនាធំបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបានកាន់យូរដែរទើបនឹងឡើងបានផែនជា3ទៅ4ខែទេបាទមិនទាន់បានយូរឆ្នាំដែរបាទទើបគិតទៅរៀបចំឲ្យគឺខ្ញុំក៏ធ្វើការតាមព្រំដែនឲ្យ ដល់របាតតាមព្រំដែនចាក់ចម្រោមបាទມັນបានជាសិក្សារឿងចំនួនកម្លាំងក៏ខ្ញុំក៏ដូចជាថាវាមិនបានដឹងច្រើនដែរបាទ Is it about right when I say that approximately between 400 and 500 members of the Division 920 were at any point in time arrested committed treason? ដោយសារតែថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិតើមានអញ្ចឹងទេ?ដល់ប្រកបនេះមិនអត់ឆ្លើយតបជួយថាប្រញ្ញារងអន្តរជាតិ I'd ask counsel to provide the source for this information. I'm not sure how this witness will be in position, but he could certainly have been asked to give an estimate, but he should give the source because the number I think he's talking about is not the total number of people who were arrested, but the total number sent to S-21. There were, of course, many others who would have been detained within the facility, so he should be clear on the source of his information. That last remark, Mr. President, was evidence offered by the prosecution. I don't have it right now in front of me, but in the book by DC Chem, the book by DC Chem, agreeing to the number 500 being mentioned. Thinking there is evidence I will refer to my civil party.
mean samachak panman tihien panman neak dai mok pi 920 no dai aich trou ban ke chap khluon no bat rung de chap khluon no dai khnyom dang ko ve mơ miền này còn phố miền ta chín ta soi và thời tam và địa sanh tối có miền mịt cỏ mịt yên và để cho bạn đứng hơi nằng mịt này ban bạn mịt ban nó miền pi để cho mình về để rìu cá nó ban ở miền pi bạn để cho mình để bạn chập mì mì mà cho nuôn tấu nó cứ cho mình đứng tập vào nắng ấy bạn mà đang tập bắt mà đang tập ấy thế cần mình tập bắt ấy thế phần là để chập hào mồi riên có bị bắt đâu cứ tha ấy cái bắt ăn cay ná nhóm co mình đang để nhóm về mình bàn chỉ đang rương à rương thào cái bắt nhưng mình cái bắt ấy nhưng mà đang để bàn. That was not really an answer to my question. It's a very important and I'll move on. Do you know whether Division 920 was originally, or at least the most part of its members, a division from the former North Zone? In other words, was Division 920, like Division 450 and 310, originally the North Zone Division. Kongpol 920 mình khó phí 450 rưu bày ra đọp tế cứ chân và phục mò phí con phùng phía ổ đỏ tan chân đại rưu tế. Again, I'd ask that he ask an open question and if he's going to try to lead the witness which I think was incorrect information he should have a source. Because that's not my understanding where the division came from. As a matter of fact, I have in front of you a source. It is ER in English only 0039 677 7 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
គឺជាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មាភិបាលដែលខ្ញុំបានសួរពីខាងដើមទៅសាកសួរលោកប្រធានខ្ញុំសូមសួរសំណួរឡើងវិញលោកដើមដំរងលោកប្រធានទី920នេះគឺមកពីកងពល 920នេះមានដើមកម្ដៅប្រភពដំបូងនេះចេញមកពីកងពលណាអង្គភាពណាដែរ But the Khmer band mà rồi nấu Khmer Kong Pol của bọn rồi mà thấy nó cứ về tranh mô pi phong phía đo đấy và là mình đăng ta nẹt ná để nẹt bằng cốt lư mua dòng máy cứ Khmer mình đăng đấy và Khmer về tôi tại cồn chào đấy và đó mà rồi nấu cho mũi và đăng ta mô pi tranh pi keo pop có mình đăng ta mô pi nẹt ná để nẹt bằng cốt và Khmer mặt bàn tròn trăm mà được như thế. Let me now move to that Question. Sure. You only know the North Zone divisions. Answer, yes, I do. Question. When UN
commander of 310, when Un thought up his traitorous plot, where people from other divisions arrested two, for example, Division 920. Yes, they were arrested. Three divisions were implicated in the plot. Were people from all three divisions arrested? Yes, they were. Mr. Witt, Mr. Civil Party, do you know whether the arrests of Division 920 members had anything to do with the arrests of members of Divisions 310 and 450? Mr. Civil Party, do you know whether the để thà chụp tiện tôn và rừng có bắt rừng ấy cứ cho mình đứng cho mình đứng thà về để ná để tiên để ná để ốp để chụp có bắt của mình đứng đấy về thà hào tấu khi mình đứng tại cái này còn cua luôn khi để nấu miền tập năng tế và rừng còn cua kịp xây chết cho mặt đứng nhưng mà bạn bạn đứng ở rừng kỳ chập như na rồi này ấy tết cho mặt đứng để ở rừng bắt vì na vì này mẫu cho mặt đứng để bạn bạn chỉ tạm đàn rừng đứng ít cho chọc cho mặt bạn đừng để vào mấy cứ chồng đừng để chị sẽ đen còn nhóm để chồng bạn à để dễ bán bạn Mr. Civil Party, in this courtroom, we heard evidence coming from Division 310 combatants indicating there was a plan for rebellion. Plan for coup d'état, a plan to store weapons in order to attack that evidence to you. Let me introduce some of the evidence in relation to this plot. And then I would like to ask your reaction, if you have any. Mr. President, let me start with document E3735. English ERN 00324168, French 00324206, Khmer 00087817. This witness speaks about Un, Division 310 commander, and he states as follows. At that time, he, Un, was linked to the Yun, who wanted to uprise in Phnom Penh. He, Un, planned an attack first. Let me read my... Thank you, Mr. President. The document number that he read out, it doesn't match with the interview, so I'd like him to reread that. This has happened before where he's read out a different number and it's turned out he was providing information that came from the confession, so I just wanted to be able to see what the actual document is while he rereads it. Bằng hai ở chỗ ba thật ta dục trên bị ai cả sao nó bật bật con I think the prosecution is correct. I might have nhầm vừa khởi thà nhầm ai prà bị rồi ai cả sao nhóm cứ cứ ai cả sao ở bay lơ chất sầm pram sam sầm pram kia cách sầm phía chỉ môi mà chạm đôi ai cả sao Campuchia person whose name I will mention môi bộ côn mà đẹp nhầm mình lơ chỉ một con nhầm mình gì thế cách sầm khai mẹ cả rá cho năm pi pòn pram. Thank you for the interruption. Let me read again to you what this witness says. He's talking about Un,
Second witness also from the division, that is document B3/7-540, English ERN-003-7712, and French 0036-274. In late 1976, we were going to erupt. But it was exposed. The two North Zone divisions were ready from Wattpulong northward. The East Zone, in charge to the south, was ready to fight, but it was exposed. And Khoi Thun, chairman of the North Zone, was arrested. Because of time, I will not read some more excerpt. Let me one small excerpt from another witness. That is E3/7583 at English ERN-008765585-59. I will give you the Khmer ERN a bit later, Mr. President. It says it was a treasonous meeting because they were going to stage a rebellion. It was a CIA meeting. At that time, they were planning to attack Pol Pot garrison. But they failed because Ta Un, who was in the same clique with Hun Sen, was arrested. It's a civil party. These are from former division 310. We're saying about a plot. Does any of this sound familiar to you? Were you asked questions when you were arrested about this plot described by Division 310? Or can you give any reaction at all? Do you have 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 any reaction at all? ខ្ញុំមិនដែលមានថាក្បត់ទៅតាមីណាមីមិនដែលថាបានបួលឬនិយាយអីភាសានេះថាក្បត់ពីអង្គការមួយយើងទៅបះបោវៃត្រឡប់អង្គការវិញគឺខ្ញុំមិនដែលមានបានប្រពាក្យបំពន់រឿងចឹងទេអត់ទេអត់មានទេខ្ញុំរូបខ្ញុំគឺចាប់ថាតែខ្ញុំក្បត់ទូចម្លើយខ្ញុំក៏ក្បត់ឯណាបើខ្ញុំសមោះត្រង់នឹងអង្គការថាខ្ញុំក្បត់បានខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយយ៉ាងម៉េច ទៅវៃទៅមិនអវ័យយ៉ាងណាសុចិត្តតែងើបខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទអោយខ្ញុំឆ្លើយមិនបើខ្ញុំធ្វើការបំរើអង្គការមិនដែលក្បត់អង្គការសោះដល់គេថាក្បត់ចុះខ្ញុំឆ្ងល់មិនដឹងថាវាម៉េចបាទខ្ញុំឆ្ងល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបាទអរគុណដើមរងរាប់រុនីឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអរព្រះកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅលហូតដល់ម៉ោង 10 កន្លះសូមអញ្ជើញជួបវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសម្រាប់ការ មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការក្រុមរួបរកកន្លែងសម្រាប់នៅពុទ្ធរងចាំតំណាងស័ក្តិសីដល់ដើមដងរដ្ឋពីនេះរួមមាននៅក្នុងម្លងពេលជប់សម្រាប់នឹងឲ្យជើងគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់តិក្កកម្មក្នុងបន្ទប់សម្ដនការនេះវិញនៅវេលាមកដល់កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ